Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với phần 2 của bản tin hàng hóa thị trường ngày hôm nay. Thưa quý vị, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đang soạn thảo quy định cấm bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên. Thuốc lá điện tử vốn là ngành công nghiệp có quy mô đến 2 tỷ đô la tại Mỹ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ đang có kế hoạch cấm bán thuốc lá điện tử cho người dưới 18 tuổi. Nếu dự luật này được thông qua, đây là lần đầu lĩnh vực này bị cơ quan chức năng kiểm soát. Theo ông Chris Bottis, giám đốc chính sách của tổ chức khuyến khích cộng đồng cai thuốc lá vì sức khỏe ASX, giới trẻ bây giờ thường tiếp xúc nhiều với thuốc lá điện tử nhưng lại không biết nó có hại như thế nào đến sức khỏe về lâu dài. Chúng tôi đã tốn 40 năm tại đất nước này để cổ suý mọi người cai thuốc lá bằng việc tuyên truyền trên mọi phương tiện truyền thông. Nhưng thuốc lá điện tử thì cứ được quảng cáo đầy đường. Như vậy mọi người lại xem việc hút thuốc lá là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng nói. Ngoài cấm bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên, FDA còn muốn cấm các công ty phát thuốc mẫu miễn phí cũng như không được bày thuốc lá điện tử trong một số máy bán hàng tự động. Kinh tế châu Âu phục hồi cũng mang lại nhiều thông tin tích cực cho các hãng xe châu Âu. Lần đầu tiên, sau 6 năm kinh doanh u ám, doanh thu quý 1 của hãng xe Bouchard của Pháp đã có những dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, trong quý 1 năm 2014, doanh thu của hãng Bouchard đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một tín hiệu tốt của hãng này sau 6 năm kinh doanh thua lỗ. Nhưng một mình hãng Bouchard không thể kết luận được tình hình kinh doanh của ngành công nghiệp xe hơi của châu Âu đang hồi phục. Tôi nghĩ từ từ mọi thứ sẽ ổn thôi. Không biết các thị trường khác ở châu Âu có được nhớ ở Anh hay không. Nhưng từ nay đến cuối năm, tôi mong là sẽ nhìn thấy những dấu hiệu tăng trưởng, dù đó là tăng trưởng chậm. Trong quý một này, doanh số của Renault tại thị trường Anh cũng tăng 80%, trong đó SUV là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Nhưng nếu tính chung tất cả các thị trường thì doanh thu lại giảm. Nguyên nhân là do đà trượt giá tiền tệ tại các thị trường mới nổi đã ảnh hưởng đến doanh thu chung của tập đoàn này, cụ thể là giảm 0,1%. Tôi nghĩ là thị trường đã có một sự thống nhất đồng đều hơn và một số nhà sản xuất cũng đã thực hiện các quyết định khó khăn. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm một số quyết định như thế nữa. Nhìn chung doanh số bán hàng và lợi nhuận kinh doanh trong quý 1 của các hãng xe châu Âu đều không đạt như kỳ vọng. Tháng 3 năm 2014, doanh thu bán lẻ Nhật Bản tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng nhanh nhất của ngành này kể từ năm 1997 do người tiêu dùng đổ xô mua hàng tích trữ trước khi thuế tiêu dùng tăng từ ngày 1 tháng 4 năm 2014. Dữ liệu vừa mới được công bố hôm thứ Hai ngày 28 tháng 4. Mức tăng doanh số ngành bán lẻ vừa khớp với kỳ vọng và dự báo của các chuyên gia trong khảo sát của Thomson Reuters. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 1997. Người tiêu dùng đón đầu ngành bán lẻ trước thời điểm ngành này tăng thuế. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, thuế tiêu dùng tăng từ 5% lên 8%. Biện pháp này được kỳ vọng là sẽ thu hẹp khoảng thêm một ngân sách và làm giảm khối nợ công khổng lồ của chính phủ Nhật. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng mức thuế mới sẽ đánh vào tâm lý người tiêu dùng, giảm sức mua, ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế đang khả quan của Nhật. Giới chuyên gia đang kỳ vọng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ sẽ sớm tung ra những gói kích thích kinh tế mới để hạn chế tác động tiêu cực của việc tăng thuế. Trong tuần này sẽ có cuộc họp của ngân hàng trung ương Nhật Bản, nhưng nhiều khả năng sẽ không có thay đổi gì mới. Chỉ số BMI của Trung Quốc tăng trong tháng 4 vừa qua nhưng vẫn dưới 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất quý 2 của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đã có một khởi đầu chậm chạp. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 4 dù có tăng đôi chút thì nhìn chung vẫn không đủ khả quan. Một khảo sát gần đây cho thấy, chỉ số BMI tháng 4 của Trung Quốc đã tăng lên 48,3%, cải thiện so với mức 48 của tháng 3 nhưng vẫn dưới 50 điểm. Rõ ràng kết quả này không tốt lắm, cải cách đang được thực hiện nên đương nhiên là kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng, như đáng lẽ sự sụp giảm không nên đến quá nhanh. Chỉ số PMI được các tổ chức cá nhân khảo sát thường đo lượng hoạt động của các công ty vừa và nhỏ hơn là các doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay các công ty nước ngoài đang giảm nhập khẩu từ Trung Quốc do sự cạnh tranh của các nước khác ở Đông Nam Á, Chính phủ Trung Quốc cũng đã nhận thức được điều này và mong muốn chuyển đổi cơ cấu từ xuất khẩu giá rẻ sang đẩy mạnh tiêu dùng nội địa. Nhưng khi tăng trưởng tại nhiều ngành của Trung Quốc vẫn tiếp tục chững lại, nhiều người cho rằng chính phủ nước này sẽ nhanh chóng thực hiện những biện pháp kích thích kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đà công bố doanh thu lạc quan của các doanh nghiệp Mỹ. Hãng bán hàng Amazon vừa cho biết doanh số trong quý 1 tăng vượt kỳ vọng. Tuy nhiên phải nhấn mạnh là do nhận thấy hoạt động của Amazon trong thời gian gần đây không thuận lợi nên kỳ vọng của thị trường với hãng cũng rất khiêm tốn. Amazon đạt doanh số quý 1 tăng vượt kỳ vọng, doanh thu của hãng tăng hơn 20% nhờ kết quả khả quan tại các chuỗi bán lẻ khu vực Bắc Mỹ. Mặc dù vậy lợi nhuận bị ảnh hưởng do chi phí vận chuyển và mở rộng kinh doanh tăng cao. Hiện tại Amazon đang thử nghiệm các phương pháp giao hàng mới, đồng thời tiến hành nhiều thương vụ hợp tác với giới truyền thông để tăng diện tích cho hai thiết bị chủ lực là Kindle Fire và Fire TV. Amazon cũng chủ đích phát triển lĩnh vực kinh doanh đám mây. Mặc dù hoạt động ở nhiều lĩnh vực, nhưng về cơ bản Amazon vẫn là một hãng bán lẻ đang đối mặt với nhiều rào cản trên thị trường. Chưa kể nếu sắp tới Amazon bị buộc phải đánh thuế tiêu dùng đối với các mặt hàng bán trực tuyến, doanh thu của hãng dự đoán sẽ giảm 10%. Một vài mặt hàng của hãng vẫn bị giảm doanh số và giá cổ phiếu thì tiếp tục trượt dốc, nhưng dù sao nhìn theo một hướng tích cực, số liệu về doanh thu cũng trên kỳ vọng. Trên thị trường bán lẻ toàn cầu, Amazon đang cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ nước ngoài. Kính thưa quý vị, trong phần cuối cùng của bản tin hàng hóa thị trường kỳ này, chúng tôi xin được kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi hai câu chuyện đáng chú ý sau đây. Vicofa dự báo tình hình xuất khẩu cà phê niên vụ 2013-2014 sẽ diễn biến thuận lợi. Chính quyền Nigeria muốn khôi phục lại làng nghề nhộm gần 500 tuổi.